chúng ta đã có Behind the Scene của Dangerous Romance từ tập 5 tới 7 thì chúng ta xem nhau. Let's go. Full support nha. Ôi trời ơi. Mày không hiểu full support này người ta cứ fan cứ gửi đến á. Hay như thế nào? Nhưng mà trong hộp nó vẫn rất đều nhau nha. Như kiểu nó đặt từ một cái cơ sở nào ấy. Đây là cảnh cảnh cô giáo xuất hiện đầu tiên. Ô, bé ngủ này cậu ơi. Này bây giờ mà nó dậy phát xong mọi người đi hết rồi nhỉ. Sao mọi người hứa là chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau mà mọi người. À, chúng ta đây là cái buổi open house, open heart. Quên thôi. Đến là cưng lên bơ. Nó nhìn chim on như kiểu là chim on quên lời, quên thoại. Tập trung vào đi cưng. Mày mãi nhìn ngắm chim on đúng không hả bớt? Tập trung vào. Nhưng mà chim on nó xinh nha. Đừng muốn vèo mà chim on nha. Ê thằng lằn. Vậy bé cũng trông trông cũng sợ hãi đấy. Đạo diễn ơi, cho em con thằng lằn dùng pin được không? Có vẻ nó bài hát mới của chúng ta này. Yeah, it's gonna perform for real. Sunset. Rồi GNTV kiểu series ấy hay có nhiều OST nha. Nhìn lâu nữa là lo mút môi mày đây biết ồ. Quay lại đi cậu. Nhìn đi cậu. Sai lỗi thì muốn nhắm mắt. Còn mình nghĩ là chúng ta ấy thì sẽ mở to mắt nhất có thể đấy nếu mà chúng ta ở đây. Cởi đi cậu. Cái quần rất là chậm cho nhá. Cái gì đây? Foundation. Phấn nền. Nó bôi cho nó bôi phấn nền cho bớt là bôi phấn nền. Nó bôi kiểu gì mà có thể mày nghĩ cái mày bôi mày có biết là
Cảnh anh chị trong mưa, một cảnh cao trào. Ôi nhưng mà chim ơi, dùng phấn nền mình có vẻ nâu vậy đúng không? À thực ra nó cũng bé, cũng hợp với da bé. Ý kiến oh my god, điệu nhảy cả gia đình ra phải kiến đã chết trong điệu nhảy đó của cưng đấy. Cưng đã sát hại cả một gia đình. Sau đằng xa có một con kiến kiểu nhìn này. Thật may mắn khi mình đi chơi điện tử thâu đêm hôm qua đến giờ không về nhà. Các bạn hãy chơi điện tử thâu đêm như mình nhé. Cảnh cảnh mà bé bị từ chối này, thay vì chúng ta chiến tranh kiểu ngày xưa ấy, chúng ta thi bằng kiểu nhảy kiểu cái này gọi là gì, flan mode à, không phải cổ vũ cheer thì đã không phải bao nhiêu người chết rồi nhỉ. Nếu mà ai thắng thì người còn nước còn lại mà bị chiếm đóng thôi, đơn giản mà. Nhiều cực kỳ nhỉ, rất nhiều full support luôn. Làm khi nào hỏng mic cho em cái này để em về làm cần câu cá nha. Hỏng nó nặng thật, trông nặng mà cái kiểu ấy có cầm mà không cân ấy. Đúng rồi đó, các bạn phải ở cảnh nào đây? À. Ngày hồi thể theo. Tự lao đầu xuống đất nghe. Xong kêu la lên. Mọi người ơi, thằng kia nó lấy vượt bóng chày đập vào chân mình. Kidding. Ngay đây. Stop it. Cậu quá vội vàng rồi. Quá vội vàng rồi chứ. Cảnh hôn của anh chị. Du 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 du. What? Có gì khó khó? What? What? Mob? Mob?
để cứ làm gì. Cái á kiểu như là mình xem ở đây ấy, nụ hôn thì mình thấy kiểu nó bình thường ha, thật ra nhưng mà lên phim kiểu edit cách rồi dựng lên rồi kết hợp các yếu tố nhạc rồi slow motion ấy, cảm giác kiểu thở gấp nha. Mình cảm thấy sự hồi hộp từ căng hạn. Nói chung là cái edit vào công nhận nó khác thật, tạo mood kinh. Behind the scene của tập mới nhất. Phớt mặc áo có kiểu áo lưới nha, áo không phải gọi là áo á. Trang hàn hôm nay trông lạ vậy. Bé này tên là gì rồi? Bé này là nhân tình của Nick OnlyFriends này. Tập ăn mới dơ ấy chứ. Tập ăn kiểu gì mà còn mỗi cái đầu cá vậy em? Cái phần thịt của con cá đâu? Cái này là Perth hòa nhập với môi trường gọi là dân chúng, hiểu không? Từ lâu đài của mình bước bước ra khỏi trong mặt kìa. Cậu ấy rất yêu mình. Cậu ấy rất rất yêu mình. Cậu ấy rất là yêu mình đúng không? One day with Chiman. Không bạn ạ, trông rất nóng nha. Dạ em cố ý đấy. Nó còn đổ áo trong quần luôn kìa. Trong cái body của Chimon là thấy một bé kiểu rất tâm hồn ăn kiểu thích ăn ấy, kiểu vậy. Giống na nôn nhỉ, kiểu cái body no. Oh my god.
nó là nó coi Chimon như một cái kiểu kiểu mút ý, nên nó kiểu mút mút mỏ chu ấy, mỏ là mút. Cảm ơn người coi đường nè. Dĩ nhiên là mình sẽ xem rồi. Yeah. Đương nhiên là mình phải xem các bạn rồi, các bạn không cần phải yeah. Các bạn có thấy sự hăng hái của bọn mình không? Mọi mông mày. Nếu mà thấy thì có thể chiếu luôn 12 tập một lúc rồi. Chưa một ngày luôn ý. Mình hứa nha, buổi sáng hôm sau là phải đi họp lớp với các bọn bạn cấp 3, mình bỏ luôn để mình ở lại xem, hiểu không? Mặc dù là mình với các bạn cấp 3 là rất là đoàn kết với nhau và luôn luôn gặp gỡ một năm một lần, nhưng mà vì các bạn mình sẽ nói chung là chúng ta tập trước. Yeah, mai chúng ta đã sẽ có tiếp và mình nghĩ là cái chuyện mà cả anh em của Sai Lùm và Sai Phả sang nhà cả là ở thì sẽ gây, chắc chắn nó sẽ gây gọi là gì nhỉ, cái bọn chủ nợ ấy nó sẽ đến tận nhà Kang Hà nó quậy luôn. Thì đó, chắc nghĩ drama sắp tới rất là như vậy. Yeah.